Hello mọi người, hôm nay chúng ta sẽ tâm sự một chút về chuyện dưỡng da nha. Nói thật là ở tuổi này thì Ốc thấy là chuyện dưỡng da nó không đơn giản giống như khi chúng ta trẻ đâu các bạn. Khi đó thì Ốc hay nghĩ rằng là mình đã bôi là đủ rồi, nhưng mà đến một ngày mình nhận ra là nếu mà chỉ có dưỡng da hay là chống nắng hoặc là chăm sóc da từ bên ngoài chắc chắn là sẽ không đủ, và chúng ta cần phải nuôi dưỡng làn da của mình từ bên trong nữa. Và công việc của Ốc trước đây thì gắn liền với chuyện đi quay ở ngoài nắng, cho nên da của mình cũng bị xuống cấp rất là nhiều lần nghiêm trọng. Còn sau này thì không phải đi quay nhiều nữa, tuy nhiên mình cũng hay đi chụp hình yoga hoặc là dẫn đoàn đi yoga retreat, thì lúc đó da của mình cũng phải tiếp xúc với ánh nắng rất là nhiều. Và mình hay suy nghĩ là làm sao để tìm được một cái giải pháp nào đó để mà mình có thể bổ trợ mỗi ngày luôn và làm cho da của mình được bảo vệ tốt hơn. Và may mắn là mình đã tìm được một bộ đôi sản phẩm mà mình tin rằng nó sẽ phù hợp với các bạn nữa, cho nên hôm nay mình mới làm video này. Đây chính là viên uống dưỡng trắng da Diamond White. Nói thiệt mà các bạn, cầm cái hộp Diamond White trên tay là các bạn sẽ cảm thấy rất là hứng thú cho việc unbox, bởi vì nhìn cái hộp nó rất là đẹp luôn, và quả thật là nó đẹp từ trong ra đến ngoài đó các bạn. Và bộ đôi này nó rất là chuyên nghiệp, và bạn sẽ đọc được rất là nhiều những cái thông tin giới thiệu về thành phần sản phẩm. Như mình có nói là 100% là thành phần từ tự nhiên, nhưng mà cái thành phần mà mình nghĩ là ấn tượng nhất đó chính là cái chiết xuất từ táo xanh Thụy Sĩ, là một cái thành phần rất đặc biệt giúp chống oxy hóa và kích thích sản sinh những cái tế bào mới từ bên trong cơ thể chúng ta một cách rất là tự nhiên. Chưa hết, cái này tôi cũng ấn tượng lắm, đó chính là những cái tờ nhỏ nhỏ này thôi, nhưng mà cái giá trị nó rất là lớn, các bạn biết không? Người ta sẽ hoàn tiền 100% cho các bạn nếu như mà các bạn sử dụng sau 25 ngày và không thấy được hiệu quả của sản phẩm. Ấn tượng ghê không? Chưa hết nha, Diamond White sẽ hoàn tiền 100 triệu đồng nếu như mà ai đó phát hiện là sản phẩm này có chứa chất cấm. Và đó là những cái thông tin rất là ấn tượng đúng không các bạn? Chứng tỏ là nhà sản xuất người ta rất là tự tin với những gì mà người ta đang gửi đến khách hàng của mình. Nói chung là dưỡng da là phải có thời gian các bạn ơi. Đừng có hấp tấp vội vàng quá thì chúng ta sẽ không có đạt được ý nguyện đâu. Nên là các bạn cứ bình tĩnh, kiên nhẫn uống viên dưỡng da Diamond White này, uống cả ngày và đêm luôn, để mà mình có được cái kết quả tốt nhất. À quên, định là bye bye mọi người ở đây rồi để đi tập yoga, nhưng mà mới nhớ ra là viên dưỡng da Diamond White Day and Night đang có chương trình mua 2 tặng 1. Trời ơi, quá là lời luôn, cho nên là mọi người nhớ tranh thủ ha. Ốc mua ở bên Tingle Store. À quên, Ốc Mama House của mình bây giờ cũng có rồi, cho nên mọi người có thể ghé đến đây để có được bộ đôi Diamond White Day and Night này. Cảm ơn các bạn vì đã xem video này của mình, và hy vọng các bạn cũng sẽ hài lòng với sản phẩm này giống như Ốc vậy. Bye bye mọi người.